dinh, ngựa ô rước dâu sẵn sàng thiết lên kiệu vàng theo chàng về dinh.
tìm này chào hết cho em, dù cho mái tóc mai đi
có pha sương, vẫn xin một lòng đem trái tim này nguyện cùng sao trời đưa lối em về, làm mây che bóng cho em trọn đời. Anh là con sóng ở bờ cát trắng dịu dàng, ta bên nhau mãi không ngày bão giông, ta yêu nhau mãi không gì đúng mây. Yêu nhau nghe em hay bằng tình em, sau đó vừa trong buổi chiều hôm nay xin trân trọng cảm ơn các 3:05 là phái đoàn cao cả của gia đình họ nhà trai sẽ chính thức cất bước lên đường trở về quê hương đầu dấu của mình. Đó là giờ quy định là được tốt nhất của gia đình họ nhà trai đã lựa chọn. Xin kính mời quý vị một lần nữa cùng mời thuốc mời nước mời chầu và nước mắt về sân khấu để đến với chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu đại diện cho đôi bên gia đình hai dòng họ, kính thưa toàn thể quý vị ở hồng vô cùng trân trọng và kính mến. Trải qua thời gian 5 tháng tìm hiểu bên nhau rất kỹ càng và vô cùng chín mùi của đôi bạn trẻ Hồng Thương và Xuân Công, để rồi tình cảm tình yêu thương ấy của đôi bạn trẻ họ cũng tâm nguyện dẫn nhau đến một buổi chiều. Kính thưa quý vị, buổi chiều đó tức là buổi chiều của ngày hôm nay đó, thưa quý vị, buổi chiều của ngày hôm nay là ngày thành tháng tốt mà đôi bên gia đình chúng tôi đã lựa chọn để long trọng tổ chức buổi lễ đến hôn cơ chào hân hỏi chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi đôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, thật đúng là công trang nghĩa huệ sinh thành, xây dựng hạnh phúc cho mình với ta, mong cho dâu rể thuận hòa, gia đình đầm ấm, cửa nhà đông vui. Vâng, kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tổ chức lễ tín hôn cơ chào hân hỏi chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ chiều ngày hôm nay, ban tổ chức xin được hân hạnh và trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai, ông có những lời phát biểu cũng như làm thủ tục cơ chầu tính hôn ăn hỏi chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ chiều ngày hôm nay. Thưa các cụ, đôi bên thằng phải hôm nay được sự nhất trí của hai bên chính quyền và gia đình, thì bên nhà nam tôi có một cơ đầu ăn hỏi đến và một cơ đầu thanh niên, và cuối cùng là một cơ đầu sinh dâu, thì mong linh hoạt các cụ giúp đỡ chúng tôi thôi nhé. Lễ nghi sẽ nhận là một. Vâng, và một lần nữa xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu cũng như quý cụ, quý ông, quý bà cùng tự nhiên mời thuốc, mời nước, mời dầu và cùng để lời tiếp nhận ý kiến của một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái trong buổi chiều hôm nay. Xin được trân trọng và kính mời lời phát biểu của ông. Vâng, trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, ông, các bà, cô, chú, bạn, ông, hạ, thân mấy. Thưa quý vị, quá sự tìm hiểu của hai cháu và công điểm rồi báo cáo với hai gia đình rất vui mừng và nhất trí hôm nay chọn ngày thành tháng tốt nhất. Các cụ, các ông, các bà đến hỏi là trai tới đây để chuẩn bị làm việc thủ tục của lễ lễ. Tới đầu anh hỏi trước hết tôi xin báo cáo với các cụ, tôi là cụ của chồng hội họ nội của các cháu, xin giới thiệu đây là ông Quyền, ông nội của cháu, đây là ông Ni, đây là bố của các cháu. Còn tất cả đây là họ hàng anh em cô thì chú bác báo cáo với quý vị. Trước hết tôi xin báo cáo với các cụ, hôm nay chúng tôi đã là họ là gái, trước hết xin nhận được chào mừng các cụ, các ông, các bà, đoàn nhà trai đã tới đây để làm thủ tục để chuẩn bị cho lễ thành hôn của hai cháu. Xin mời ông đại diện họ nhà trai xin có ý kiến, xin kính mời. Vâng, quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa cho lời phát biểu của cụ Trần Văn Tấu là cụ đặc biệt trên của ông bà thân sinh ra cô dâu hôm nay. Vâng, qua lời phát biểu chân thành ý nghĩa của hai vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai và nhà gái, vâng, kính thưa quý vị, thật đúng là để có được niềm vui niềm hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay thì cũng là nhờ ơn kiên tổ, nhờ những tấm lòng chân thành, sự quan tâm chăm sóc của toàn thể gia đình và đặc biệt là bà con hai họ đã luôn quan tâm chăm sóc và vun đắp cho mối tình thủy chung trong trắng cho đến ngày hôm nay. Vâng, qua những ý kiến của hai vị đại biểu đại diện cho đôi bên gia đình về thủ tục chầu cao hân hỏi và sánh lễ sinh cưới của ngày mai, ban tổ chức xin trân trọng kính mời hai ông bố của cô dâu và bố của chú rể sẽ cùng hai bố cùng đứng lên và cùng đồng thuận chung tay nhận những cơ chầu đính hôn an hỏi trong buổi chiều nay, để nhiếp ảnh gia của gia đình chúng ta sẽ lưu lại những hình ảnh vô cùng cao cả và ý nghĩa.
tiên nữ trong khúc nhạc tình cha cha cha. Xuân mất đây.
chi ai. Anh nhất là chào hôn em nhất mà làm ai. Tiếng vàng đồn anh không tử giàu sang, tiếng cúng giang em có ốc hộp xoàn. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bành. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Dượt theo em mở cả hơi tài, gấp hổ đứng lại anh nói vài câu. Sao mặt em hình như không hiểu anh nói gì vậy? Thôi bảo em mình lấy giờ đùa với em đấy. Anh công tử Bạc Liêu chính cống đây nè. Trời ơi, nhất trai là anh công tử hào hoa, sắc kém chi ai. Anh nhất làm trong hôn, em nhất làm ngoài. Tiếng vàng đồn anh công tử giàu sang, tiếng cúng giang em có úp một xoàn. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bành. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Dẫn đôi là trong chơi.
thuyền êm đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta rước hội vui trên sông dài thuyền hóa xăng, bao cô nàng miệng cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng, ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với ao màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm. Thành phố mới rước em về con ước mừng vui, rước em về cho bên mình nơi thuyền hoa ơi dừng đây. Ơi ơi hò khoan ơi hò khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng, rồi mai đây ta trở về buồn chờ yêu thương về dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời anh. Kính thưa quý vị, quý ông quý bà và cùng toàn thể quý hội hôn vô cùng trân trọng và kính mến. Trước khi đến với chương trình tổ chức hội đại lễ vô quy, chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi vợ trẻ Hồng Thương Xuân Công trong buổi chiều ngày hôm nay, cho phép trung tâm tổ chức sự kiện Trần Mười của miền quê hương Phương Đình yêu dấu xin được hân hạnh và trân trọng gửi tới toàn thể quý vị đại biểu khách quý, quý cụ, quý ông, quý bà và quý gia đình hai họ lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Trải qua thời gian 5 tháng tìm hiểu rất chi là kỹ càng và chín mùi của đôi bạn trẻ Hồng Thương Xuân Công, để rồi tình cảm tình yêu thương ấy của đôi bạn trẻ, họ cũng đang nguyện nắm chặt lấy đôi tay và cùng nhau đi tới một buổi chiều. Và kính thưa quý vị, buổi chiều đó tức là buổi chiều của ngày hôm nay, ngày 27 tháng 10 năm 2018 và cũng là ngày 19 tháng 9 năm Mậu Tuất âm lịch, phải nói rằng đó là một ngày mùa thu rất chi là ấm áp và cũng vô cùng là đẹp trời nữa. Thế là tình yêu của Hồng Thương Xuân Công được đâm bung và kết trái. Và kính thưa quý vị, để có được tình yêu hạnh phúc ấy thì cũng là nhờ được sự đồng thuận, quan tâm vun đắp cũng rất chi là nhiệt tình của đôi bên gia đình hai dòng họ, được sự nhất trí và đăng ký thủ tục kết hôn của chính quyền địa phương hai sở tại. Và hôm nay là ngày lành tháng tốt mà đôi bên gia đình chúng tôi rất long trọng tổ chức buổi đại lễ thành hôn, chúc mừng hạnh phúc trong năm cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay, trước sự chứng kiến đông đủ của toàn thể quý vị cùng bà con hai họ. Và kính thưa quý vị, để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều nay, xin mời toàn thể phòng lễ chúng ta dành một tràng pháo tay lớn để chúc mừng. Thân hạnh và trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai, ông có đôi lời phát biểu cũng như làm thủ tục lễ suy toán cô dâu trong buổi chiều nay, xin trân trọng và kính mời ông. Hôm nay sự nhất trí của đôi bên thì gia đình nhà nam chúng tôi có một đôi đầu để đến 3:05 chúng tôi xin cháu về trên nhà. Cuối cùng tôi chúc các ông các bà đôi bên nội ngoại mạnh khỏe và mời đôi bên nội ngoại lên cùng với gia đình chúng tôi để tổ chức hạnh phúc cho hai cháu.
Vâng, chào các bạn thân mến, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi lời phát biểu vô cùng chân thành mà cũng rất chi là ý nghĩa của một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai. Xin kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái. Ông sẽ theo lời phát biểu cũng như nhận cơ chầu xin dâu của gia đình họ nhà trai buổi chiều nay. Xin trân trọng và kính mời ông. Hai gia đình. Thưa quý vị, những ngày hôm qua hai đoàn đã thống nhất, hôm nay đoàn đại biểu của họ nhà trai tới đây báo cáo với các buồn các ông các bà họ hàng và họ nhà gái chúng ta hôm nay đã nhận chọn đến những ngày hôm nay là nhân một cái những ngày tốt đẹp nhất và giờ tốt đẹp nhất và giờ nó sắp tới chính trước hết tôi xin thay mặt họ nhà gái xin chào mừng các vị đại biểu họ nhà trai đã tới đây để chuẩn bị đón cháu về còn nữa để hẹn hôn. Trước hết xin kính mời các cụ các ông các bà cô bác anh em cô dì chú bác các họ hàng và nhà gái chúng ta sẽ cùng với đoàn đại biểu họ nhà trai đón cháu về tổ chức lễ thành hôn của các cháu ở tại gia đình ở trên thị trấn của lễ. Một lần nữa xin kính mời và bây giờ để tiếp tục để làm các cái thủ tục chương trình xin kính mời các vị đại biểu đã tiếp tục để chuẩn bị cho làm cái việc lễ của các cháu sắp tới. Kính mời. Vâng, một tràng pháo tay thành nước thưa quý vị. Vâng, cũng là lời phát biểu chân thành ý nghĩa của một vị đại biểu của gia đình họ nhà gái. Tay đứng để chúc mừng thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, liên tục trở lại với chương trình chiều nay. Ban tổ chức xin chào được kính mời hai bà mẹ của chú rể và bà mẹ của cô dâu. Chúng ta cùng chung tay nâng cơ chầu xin dâu của gia đình họ nhà trai lên để thể hiện tiếp nhận chầu xin dâu trong buổi chiều nay. Để nhiếp ảnh gia của gia đình chúng ta sẽ lưu lại những hình ảnh vô cùng cao cả và ý chí và các bạn chúng ta với tấm lòng nhiệt tình nhất của mình đã trở về đây chung vui chúc phúc cho quý vị gia đình và đặc biệt là mừng thành phúc phúc tương lai cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều nay. Và toàn thể quý vị cùng tự nhiên mời nước mời thuốc giới thiệu mời chầu của hai bà mẹ đã được dâng lên và nhiếp ảnh gia của gia đình chúng ta đã được đưa lại. Xin mời toàn thể quý vị nâng mắt về sân khấu đừng chớp mắt thưa quý vị. Một hình ảnh một nhân vật chính trong buổi chiều nay không ai khác đó chính là trân trọng kính mời chú rể Xuân Công đứng lên tay ôm bó hoa tươi thắm nhất của cô gia đình vào trong một phòng trao cho cô dâu trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn thay lời cho cô dâu
và chú rể chân thành cảm ơn anh và chúc anh luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong sự nghiệp cuộc sống của mình. Vâng, và một lần nữa xin được trân trọng kính mời anh Dũng, cũng là anh trai của cô dâu, cũng có món quà vô cùng ý nghĩa để tặng cho em mình trong ngày cưới. Anh Dũng vô cùng đẹp trai phải không ạ? Vâng, có món quà vô cùng quý giá, vâng, rất tuyệt vời. Xin cảm ơn anh, rất cảm ơn anh rất là nhiều và chúc anh thành công trong cuộc sống và gia đình hạnh phúc trong năm. Anh có lời chúc cho em không? Trong năm hạnh phúc ạ. Vâng, một tràng hoa tay thưa quý vị. Chúc cho hai em trong năm hạnh phúc, một câu nói đầy đủ, vô cùng ý nghĩa và cũng rất ngắn gọn. Vâng, rất là chân thành. Vâng. Vâng, kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, trong niềm vui hạnh phúc nhất của đôi bên gia đình trong buổi chiều nay, được đón nhận tình cảm của tất cả quý vị đã trở về đây chung vui chúc phúc cho đôi bên gia đình và đặc biệt là mừng hạnh phúc chúc tương lai cho đôi bạn trẻ bằng một chương trình đại lễ vui quy chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ thành công và tốt đẹp. Vâng, và một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình và nhà trai, ông có được lời phát biểu trước khi phép đoàn cao cả của gia đình hai họ trở về hôn nhân cưới của gia đình họ nhà trai. Kính thưa quý vị, đây là cháu nội của ông. Vâng, phải nói là một tình cảm, một tình yêu thương vô bờ bến. Tuy ông nội năm nay đã gần 90 rồi, thế nhưng cái lòng cao cả của ông bà nội phải nói rằng vô cùng tuyệt vời, cũng là vì tình cảm thương con với cháu mà đã dành cho con cháu ngày hạnh phúc trong ngày này. Cũng một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn ông nội, thưa quý vị. Bây giờ quan thế nào ạ? Bây giờ là đến giờ rồi, thì gia đình họ nhà trai chúng tôi xin cháu về trên nhà và mời họ nhà gái đến dự lễ thành hôn của hai cháu. Vâng, mọi người phát biểu vô cùng ngắn gọn và chân thành. Xin chân thành cảm ơn. Chờ thanh thang trên con đường nắng đổ chạy.
chàng trang gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn. Thay lời của
tộc, gia đình, nhà trai và cô dâu chú rể. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị đại biểu đã không quản ngại đường xá xa xôi, bất chút thời gian quý giá và ngọc của mình để trở về hôn trường của tộc, gia đình, nhà trai chúng tôi, để cùng chung tay vun đắp hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa duyên hôn thân mến, thật đúng là trăm năm thì mới có một ngày mà vui tỉnh vui nghĩa từ dậy vui đi, đôi lương mãi khắc ghi mà được đời xanh bước còn gì vui chung. Chén trà xanh đi thức thơm để mở ra bốn họ hội hôn tôi cùng mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa duyên hôn thân mến, thật đúng là nay mừng tiệc cưới sánh nghi gia, mà quế vệ chuyên đua cúc một nhà, tần cách cơn hoan mừng rể thảo, mà trăm hoa đua nở đón dâu hiền. Thế là niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi chờ mong, niềm ao ước của các cụ ông, các cụ bà, của bố mẹ hai bên gia đình, và đặc biệt là niềm mong đợi của hai bạn trẻ ngày hôm nay đây đã thành sự thật. Mà sự thật đó thì chẳng phải đâu xa, chính là trên đất thị trấn quê cổ lễ quê ta ân ái, rất mặn mà thủy chung của hai bạn vẫn đẹp với những buổi tối đẹp trời. Gió vẫn thổi và mây vẫn trôi, hoa vẫn nở và sao trời vẫn thức. Em vẫn hát bản tình ca dạo dực, xen lên tiếng côn trùng đang trò chuyện với nhân gian. Và họ đã có những đêm thao thức bên rèm mong chờ trời chóng sáng để được đón em sang nhà trí của hai bên chính quyền, ủy ban nhân dân xã, và được sự đồng ý nhất trí vun đắp của hai bên bố mẹ, hai bên gia đình. Dạ vâng, tới giờ phút này đây thì tôi xin trân trọng giới thiệu chú rể Xuân Công và cô dâu Hồng Phương một lần nữa đứng lên để ra mắt toàn thể quan viên hai họ, cũng như tôi xin trân trọng tuyên bố lễ thành hôn của cô dâu và chú rể. Xin được chính thức bắt đầu. Xin mời quý vị đổ một tràng pháo tay thật to, thật rộn rã để cùng chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể. Quý vị đại biểu, thưa sư hơn thân mến, thật đúng là trên bầu trời cao xanh kia là đôi bổ câu trắng, còn dưới hôn trường là đôi lứa trưởng thành, đôi lứa yêu nhau. Thật đúng là bao nhiêu đợi mấy tháng chờ, niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây. Cha chưa vợ với những cô gái chưa chồng, nay vui duyên bạn may mừng duyên ta, cất cao tiếng hát lời ca để mừng cho hạnh phúc hai nhà. Từ đây hôm nay họ mặt xung vầy mà khen ai thiếu kết cái dây mà tình, mà đẹp như hai đứa chúng mình mà gần nhau như bóng với hình chẳng sai, mà xanh như đứa đổ mấy tài mà gắn như sân gắn cả hai không rời. Ân tình này sẽ không phai trong kỷ niệm, tiếng hát của các bạn trẻ sẽ vang mãi vang xa. Tạ ơn đời, tạ ơn người đã cho chế làn viên vay mượn chủ đề với tiếng hát nức nở lòng người, với tiếng hát sẽ đưa cả hôn trường ta vào khung trời tuyệt đẹp. Thật đúng là lắng nghe tiếng hát quê nhà. Giờ vâng, để liên tục chương trình văn nghệ chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể, xin mời quý vị quý anh chị tiếp tục đến với giọng ca của nữ ca sĩ Thu Vi Nga để cùng mở đầu vật trăm văn nghệ chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể. Quý vị
kính thưa quý vị đại biểu, thưa dư luận thân mến. Dạ vâng, ở tới giờ phút này đây, những ai chưa nhìn thấu cô dâu, những ai chưa nhìn thấu chú rể, chúng ta hãy đánh mắt về màn hình sân khấu của chúng tôi để cùng một lần nữa chiêm ngưỡng lại hai vẻ mặt, hai gương mặt sáng giá nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa thì tôi xin trân trọng giới thiệu cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ đứng lên để ra mắt toàn thể quan viên anh họ trong ngày vui hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ đứng lên chào quan viên anh họ cũng như sẽ làm thủ tục trao nhẫn cưới cho nhau trước sự chứng kiến của toàn thể quan viên anh họ trong ngày vui hôm nay. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, con người trưởng thành là tuổi thanh niên,
Hôm nay hai cháu Công và Thương đã đến độ tuổi trưởng thành, vừa tuổi trăng tròn. Các cháu đã yêu nhau, cùng nhau để xây dựng tổ ấm hạnh phúc gia đình, đã được hai gia đình vui mừng nhất trí xây dựng. Hôm nay toàn những ngày tốt đẹp nhất trong năm nay, trong tháng này, trong ngày hôm nay, gia đình hai gia đình tổ chức lễ thành hôn mừng hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Tôi xin thay mặt hai nhà gái trước hết xin chúc mừng hạnh phúc của hai cháu và chào mừng các hai họ hai bên. Xin kính chào thưa quý vị, các quý vị đại biểu đại diện của hai họ tới đây để mừng lễ thành hôn của hai cháu. Tôi xin thay mặt hai nhà gái xin cảm ơn các tấm lòng quý đáo của các quý vị đại biểu và xin chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc hội nghị vui khỏe mạnh khỏe. Lần nữa xin cảm ơn, xin chào. Bác đại diện họ Tộc gia đình nhà gái, trong lời phát biểu của bác gửi lời mời, lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các quý vị đại biểu đã có mặt tại hôn trường ngày hôm nay để cùng chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể. Trong lời phát biểu của bác thì bác đặc biệt căn dặn cô dâu Hồng Phương rằng cha mẹ thương con Phật nữ nhi, mà đến nay đến tuổi con đi lấy chồng là điều cha mẹ hằng mong. Mừng thì mừng thật nhưng trong lòng vẫn lo, lòng ai mà tranh chua chẳng lòn chướng tay mọi người. Thương chồng giữ trọn cuộc đời với cha với mẹ lựa lời gửi thưa. Không gì ngủ sớm gần trưa mà cơm ngon canh ngọt trai mẹ mừng. Làm dâu cha mẹ đã từng nhiều buổi ỉ mặn mà nhiều gừng thì cay. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa dân thân mến, đó cũng là lời hay ý đẹp mà bác đại diện của Tộc gia đình nhà gái không ngừng căn dặn cho cô dâu Hồng Phương trước khi trở về nhà chồng. Dạ vâng, thay lời Tộc gia đình nhà trai và cô dâu chú rể thì xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bác đại diện của Tộc gia đình nhà gái rất là nhiều. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa duyên thân mến, để liên tục có chương trình ca nhạc chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể thì trên tay tôi là có đã có rất nhiều các bản đăng ký của bạn cô dâu cũng như bạn của chú rể. Chưa tâm đi, anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ nữa, anh yêu em thật nhiều, yêu em không còn lý do. Em đã mang đến cho cơn đau, em đã mang đến cho anh điều yêu thương. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào, sẽ giữ cho được anh. Cùng tất cả bạn bè thanh niên nam nữ gần xa, hôm nay hòa chung với khí thế của hai họ hân hoan đón dâu Hiền và Đại Thảo, được sự nhất trí của hai bên địa phương và hai bên gia đình cùng hai cháu, tôi thay mặt cho họ nhà trai cảm ơn các cô các bà cùng các bác thanh niên nam nữ gần xa đã đến dự lễ thành hôn cho hai cháu và chúc các cô các ông bác các bà uống nước chơi trầu và bớt chút thời gian vàng ngọc để dự lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi xin cảm ơn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, thưa dân thân mến, vừa rồi thì quý vị được lắng nghe lời phát biểu của bác đại diện họ Tộc gia đình nhà trai. Trong lời phát biểu của bác cũng gửi lời mời, lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị đại biểu và đặc biệt là quý vị đại biểu của Tộc gia đình nhà gái đã có mặt tại tư gia phòng trà họ Tộc gia đình nhà trai chúng tôi cùng mời chầu mời nước cũng như cùng chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể. Trong lời phát biểu của bác muốn nói rằng phòng cứ chặt nhưng tấm lòng không chặt, bàn ghế chặt nhiều nhưng tình cảm rộng bao la. Thôi thì vì hạnh phúc của con cháu chúng ta, kính mong muốn họ bỏ
qua cho rất nhiều. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa dân thân mến, toàn thể quý vị đại biểu đã có mặt tại đây, mang về đây những nghĩa tình mênh mông khôn xiết như dòng sông Hồng trở nặng hạt phù sa, để bà con muốn họ nhà ta vui phấn khởi viết lên bài ca hạnh phúc. Buổi liên hoan hôm nay thật là đông đúc để gửi tâm hồn mình cầu chúc cho cháu con. Hay nói đúng hơn là cây muốn sống thì phải nhờ vào gốc rễ, và nước có nguồn thì phải nhờ vào biển rộng sông sâu. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa dân thân mến, để liên tục vào chương trình văn nghệ chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể, thì xin mời quý vị quý anh chị lại tiếp tục trở lại với giọng ca của nữ ca sĩ Vi Nga, sẽ gửi tới toàn thể quý vị quý anh chị những ca khúc mà quý vị sẽ được lắng nghe sau đây. Xin mời và giới thiệu. Sức khỏe để ôm trọn cô dâu trong vòng tay của anh rất thiết tha và cũng rất mặn nồng. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa dân thân mến, ca khúc vừa rồi cũng khép lại trang văn nghệ chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ vâng, thật đúng là cau non thì mới hái hôm qua, mà chầu tươi đám cưới đậm đà tình thương, yêu nhau có phố có phường, yêu nhau được cả họ hàng tới vui. Thời gian 35 phút trôi qua vui tân hôn với đôi bạn ta mới thật là vui thay. Còn bây giờ chia tay ta mới tạm là chia tay, tin vui xin hẹn ngày này sang năm. Cũng bằng giờ này ngày này sang năm, gia đình chúng tôi lại kiếm cơ chầu bắt nước trà xanh, kính mời bà con bốn họ nhà ta tới mừng cho một bé trai hoặc một bé gái đầu lòng ra đời. Còn bây giờ nhường cho đôi bạn thầm thì bà con cô bác ta thì hồi ra. Cô dâu chú rể xong chưa, mang chầu mang nước tiễn đưa khách về. Chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du.
ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng ít mưa. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vấn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước thiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Ngày anh đến...